về cái đầm thì trong cái đầm các bạn, như cái ổ số này, ổ số internal gear đó, thì trong đây nó chạy, nó có mấy bật đạn phụ, đang ổ phụ đó, thì một nè, một ở đây nè, đây là chính nha chứ không phải phụ nha, tôi xin lỗi nha, một ở đây thì các bạn cũng có thể thấy, còn bị rỗ ráo, rỗ hết đây. Và cái con thứ hai là anh ta chạy trên đàn đũa này nè, các bạn có thấy đây, đây dàn đũa này đây, đàn đũa chạy trên đây thì các bạn có thể thấy chỗ trắng, chỗ đen, chỗ trắng là chỗ ma sát nhiều và chỗ bị sọc, bị lõm đó, đó là nơi đó là không tiếp xúc. Rồi đến cái con thứ ba là con trong đây, là nó chạy dưới ổ đạn này đây, cũng đạn đũa luôn, bạn thấy đạn đũa trên dòng mũ trắng nè, nhựa trắng đây, nó chạy trên đây nha. Còn ổ bên kia là ổ chính chịu phần phía bên trái. Thì các bạn thấy cái đầm này xem như chúng ta sửa và bảo trì, nhưng thời gian sử dụng không được lâu và chạy không còn được cái máy. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng hơn 1 năm. Rồi các bạn có thể xem con bi đây, ổ con đạn rơi hết, ổ rổ hết. Rồi bây giờ Vân tiến hành mổ xẻ cái bộ số này ra. Các bạn xem trên bàn sửa xe của Vân, sửa xe đạp của Vân, các bạn thấy có những dòng cao su đây này các bạn, cao su nhá, cao su có mềm hay cứng có. Thì hầu hết những cục cao su này nè các bạn, nếu mà các bạn sửa xe đạp như Vân thì các bạn nên mua một số như thế này. Thì các bạn đến với những cái tiệm, những cái cửa hàng bán cao su dành cho máy nông nghiệp, công nghiệp và ô tô, thì trong đây Dân có mua một số cao su của trong máy công nghiệp đó để chống rung đó, và những cục cao su của như cái cục này đây trong cái barang C của xe ô tô. Thì khi chúng ta làm, chúng ta để cái đùm bánh xe, vỏ xe lên nó không bị trầy các bạn, rất là êm. Rồi bây giờ các bạn xem cái cục này, em để lên đây, ok chưa, rất dễ. Cũng vừa vệ sinh xong cái đầm Shimano All-Fire 8 tốc độ. Thì cái đầm này nó đã xuống cấp quá trầm trọng. Thì bây giờ mình chỉ cố gắng cho nó chạy được thôi, chứ còn nếu mà làm tốt thì không thể nào tốt được đâu. Hiện tại cái dàn đạn con này, các bạn, đạn đũa nè, có một số viên thì nó lăn đó, lăn còn số viên nó cứ nhắc luôn. Thành ra mình phải lấy cái ổ này ra, lấy ổ ra này, có một số lò xo, mỗi một cái viên con nó có cái lò xo, con khóa một chiều á, trượt tới được mà trượt lại thì nó khóa đó các bạn, rất là khó chịu, mình phải tháo ra. Thứ hai nữa là ổ số đảo này đi, thì mấy này là nó có dàn chó 3-4 tầng trong đây nè, nó để giảm tốc á, thì mấy anh này nó tăng biến á, tầng số đó, nhanh chậm á, 1, 2, 3 đó, 4, 5 á, tăng thì lên tốc độ cuối cùng là máy này đứng không có chạy ha. Thì các bạn xem, tôi thấy để mà làm được cái đầm này không phải là đơn giản, và nó mất rất là chi tiết rất là nhiều. không phải một người thợ làm ra mà rất là nhiều người, nhiều công đoạn. Thì đây cũng là cái con nữa các bạn, cái con chạy trên cái dàn đạn khác không bị rổ xét này, đúng không? Các bạn thấy rõ ràng đạn, mấy viên đạn đũa đó nó không chạy được á, nó không chạy được, nó nằm nó kẹt luôn, nó chỉ trượt thôi, nằm đó luôn, nó không chạy luôn nè, không phải là trượt nữa. Mấy anh này cũng vậy, cũng có con số này, số chạy số không. Nói chung bây giờ cái này là tháo ra thì rất là khó chịu, tại nó phải đục mấy lỗi mấy cái này ra nữa. Thành ra cái này dân chỉ đưa cái mỡ và trước hết đưa cái cho vào cái dầu. Chắc có thể là các bạn biết là cái dầu chai nhỏ nhỏ thế này đây, anh này đây, mấy ảnh để dùng để chùi súng R16 đó, nòng súng đó các bạn, sao không bị kẹt đó, bạn đưa vô rồi rất là tốt, cho nó tróc cho nó ra, rồi sau đó chúng ta làm tiếp. Còn về ổ số, cái ổ số 3-4 chó này các bạn, thì nói chung là hoạt động vẫn còn ok, vẫn còn ok. Còn dàn đạn này bắt buộc phải thay dàn mới, dàn đen này nè. Thì các bạn biết có những hãng làm mặt đạn SKF nè, rồi Toyo, TNT, NTN gì đó, tôi không nhớ cái tên. Rồi nó nhiều hãng, rất nhiều hãng làm mặt đạn và bán bi lẻ, bi nhỏ 1 ly, xin lỗi, ly rưỡi, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly có hết, các bạn có thể mua gì gắn vào. Cái đạn này các bạn đừng có lấy cái đạn trước của đêm trước gắn vô, đạn sau đằng sau gắn vô là không được nha. Rồi thì còn chỉ còn một bạc đạn thôi, bên ổ sang số này là khá ok, hầu hết đã là muốn tiêu. Trong cái dàn đạn này các bạn, bây giờ tôi cũng phải tháo ra để tôi đưa cái nhớt mà lao nòng súng cái R16 15-16 của Mỹ đó đưa vô cho nó tẩy xét hết, cho nó đi rất ok. Này đạn một chiều nha, đạn con đó.